Hội nghị bảo tồn cá tuna bắt đầu ở thành phố Agadir, tương tự Morocco. Quỹ ban quốc tế bảo tồn cá tuna Đại Tây Dương, gọi tắt là ICCAT, đã họp ở Morocco từ ngày hôm qua. Ông Sergi Tudela là giám đốc ngành ngư nghiệp của Quỹ đời sống động vật hoang dã thế giới, tức WWF, nói rằng những biện pháp thi hành trong các năm qua đã làm cho cá tuna hồi phục và lúc này là lúc chứng tỏ sự phục hồi cá tuna có thể thành công. Cho nên điều quan trọng là thảo luận giữa số lượng đánh bắt 12.000 tấn một năm theo khuyến cáo của các nhà khoa học. ICCAT là tổ chức liên chính phủ có trách nhiệm bảo tồn cá tuna ở Đại Tây Dương và các vùng biển lân cận đang họp hội nghị thường niên ở Agadir từ ngày 12 đến ngày 19 tháng này. Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản, ông Masanori Miyahara, nói rằng ông ta hy vọng sẽ có sự tiến triển quan trọng trong việc bảo tồn, trong đó có cá tuna vi xanh. Đại diện cao ủy Liên Âu tại cuộc hội nghị nói rằng Liên Âu hy vọng cuộc họp năm nay sẽ đưa ra nhiều quyết định quản lý cá mũi kiếm địa trung hải, cá tuna nhiệt đới và các loài chim biển.